khi nhắc đến một môn võ thì mọi người cứ nghĩ là vì đây nó là một bộ môn khô khan, nó không có cái gì gọi là một cái gì giải trí hết. Mà đối với hiện tại, taekwondo như là một cái phần thể thao giải trí vậy đó. Nó có thể là biểu diễn nghệ thuật được, nó không chỉ đấm đá, đấu với nhau hay không thôi nữa, nó còn biểu diễn kết hợp với nhạc. Thực sự mà nói, mà khi nhắc tới bộ môn taekwondo thì tới thời điểm hiện tại Phong có hơn đâu đó là tầm khoảng 80 huy chương trong nước và cả quốc tế. Và nổi bật nhất là chiếc huy chương vàng vô địch châu Á năm 2018, huy chương vàng giải vô địch bãi biển thế giới, 2 huy chương đồng SEA Games, huy chương đồng giải sinh viên thế giới, huy chương bạc giải quân sự thế giới tại Iran và rất nhiều huy chương nữa. Ở Việt Nam nó lại có một cái cương vị khác tại đấu trường quốc tế. Mọi người nhìn Việt Nam mình cũng bằng một con mắt khác, một ánh mắt khác, cũng phải dè chừng mình. Nhưng mà mình không vì thế mà mình chủ quan, mình ỷ y. Mình đã từng có huy chương vàng giải vô địch thế giới năm 2010. Từ năm 2010 là mình đã có huy chương vàng thế giới rồi. Nên là tất cả các nước cũng dè chừng Việt Nam rất là nhiều. Vì trước là vận động viên đối kháng, nhưng mà với một thể trạng của một vận động viên đối kháng thì nó phải cần có chiều cao. Tại vì bây giờ vốn dĩ là một người mà hạng cân 54 là hạng cân nhỏ nhất với độ tuổi như Phong, lứa tuổi vô địch. Nhưng mà người ta cao 1m80 mấy lận, sải chân người ta rất là dài, nên thành ra mình không có vào được người ta được. Trong bộ môn taekwondo nó có hai mảng, một là đối kháng, hai là biểu diễn quyền. Thì mình thấy là cái biểu diễn quyền này nó cần một cái người đó có thể trạng đâu đó cũng tầm ngang ngang mình, và cái mặt nó cũng xinh xinh tí xíu, rồi mình có thần thái, rồi mình có cái sự tự tin ở trong đó. Mình thấy phù hợp quá, mới xin thầy là vừa tập đối kháng và vừa tập quyền, để coi thầy mình có thích ứng được với bộ môn nào, cái phần nội dung nào để thi đấu. Thì thế thì một cái giải đầu tiên là giải vô địch toàn quốc thôi, chiếc huy chương đồng đã giữ Phong lại ở nội dung quyền. Và kể từ đó thầy cho phép Phong là tham gia về nội dung quyền. Nhưng mà trước đó thì Phong có đánh một giải quốc tế tại Thái Lan, cũng là đối kháng luôn, và Phong huy chương vàng. Xong đó thì Phong mới quyết định là chuyển sang biểu diễn quyền. Khi nhắc đến một môn võ thì mọi người cứ nghĩ là vì đây nó là một bộ môn khô khan, nó không có cái gì gọi là một cái gì giải trí hết. Nhưng mà nhiều năm trở lại đây thì võ kết hợp với âm nhạc nó làm cho mình thoải mái hơn khi sau những cái giờ làm việc của mình, rồi mình cảm thấy mình hòa nhập, rồi mình nghe nhạc thôi là mình đã đi được những bài quyền, mình đã có những cái động tác hoặc là những có bài trình diễn võ kết hợp với nhạc rồi. Taekwondo thì có những cái điểm gì đặc trưng? Bạn có thể kể ra một vài những điểm đặc biệt của taekwondo. Ví dụ như là đá nè, sẽ có những đòn đá rất là cao, rất đẹp mắt. Có những cái đường quyền rất là dứt khoát, rồi nó có những đòn bay đá. Sau này là khi mình kết hợp với quyền sáng tạo thì nó có những cái thế nhào lộn, làm cho mình có nhiều nội dung thi đấu hơn, rồi mình có thể phong phú tập hơn trong việc tập luyện. Có nhiều người quan niệm rằng taekwondo là một môn thể thao đối kháng, thì điều đó theo Phong có đúng không? Đối với thời xưa là đúng, nhưng mà đối với hiện tại, taekwondo như là một cái phần thể thao giải trí vậy đó. Nó có thể là biểu diễn nghệ thuật được, nó không chỉ đấm đá, đấu với nhau hay không thôi nữa, nó còn biểu diễn kết hợp với nhạc nữa. Như mọi người thấy là mọi người cũng có tham gia những cái show truyền hình thực tế, mọi người lại thấy là đội quyền taekwondo Việt Nam đạt rất là nhiều giải thưởng, giống như tại đấu trường võ nhạc đi, đội quyền taekwondo Việt Nam vẫn giành giải nhất. Như mọi người thấy là võ kết hợp với nhạc nó sẽ làm cho mình thoải mái hơn, nó làm cho mình relax hơn, nó làm cho mình thích thú hơn khi tập luyện nữa. Vậy thì đối với những người mong muốn tập luyện taekwondo thì họ có cần phải lưu ý và chuẩn bị những gì cho mình không? Thực trước cái lưu ý chuẩn bị là cái thời gian. Vì trước tiên thì Phong nghĩ là mình phải có mục tiêu cho mình rõ ràng, cái xác định về thời gian. Vì đôi khi để theo được một cái đường dài thì thời gian nó cũng rất là quan trọng. Rồi cái thứ hai thì đơn giản thôi, vì đơn giản đó là niềm đam mê mình thích. Trước tiên cái mình thích cái đã, để mình sẵn sàng đến với một bộ môn nào đó thì trong việc tập luyện nó cũng đã phải đòi hỏi mình phải tập dẻo, hay là mỗi một bộ môn nó lại có những cái điểm khác nhau. Nhưng mà trước tiên hết, với bộ môn thể thao nào cũng vậy, đòi hỏi sự dẻo dai, cái sự kiên trì, cái sự nhẫn nại, thì theo như Phong nghĩ đó là cái điều tất nhiên mình phải chuẩn bị. Với một bộ môn mà du nhập từ Hàn Quốc thì khi mà mình đem ra những giải đấu quốc tế, đặc biệt là có đất nước Hàn Quốc tham gia đi, thì đâu là những điều mà bất lợi và thuận lợi cho Việt Nam chúng ta? Liệu có cạnh tranh được không với những đất nước khác? Bộ môn này là của Hàn Quốc, về mình ra thi đấu thì mình lại gặp những vận động viên Hàn Quốc thì mình như thế nào?
Thì thực ra là mình giỏi chưa chắc là mình đã thắng. Bên cạnh đó còn có nhiều yếu tố khác nữa. Ở mọi giải đấu thì cái thi đấu nó là một cái sự công bằng thôi. Từ về cái phong cách trình bày, từ về bài thi, rồi tâm lý của mình như thế nào, ở trên sàn đấu mình ra sao, rồi mình có giữ vững tâm lý để mình thi đấu hay không, hay là mình gặp một đối thủ mạnh quá rồi tâm lý mình không có, chẳng may vận động viên mạnh nó lại có những cái rủi, không may thi mình lại giành chiến thắng. Uy muốn nghe Phong kể một chút về những giải thưởng, những thành tích mà mình đã từng đạt được. Dạ, Phong đã có rất là nhiều thành tích trong nước và cả quốc tế nữa. Tới thời điểm hiện tại, Phong có hơn đâu đó là tầm khoảng 80 huy chương trong nước và cả quốc tế. Và nổi bật nhất là chiếc huy chương vàng vô địch châu Á năm 2018, huy chương vàng giải vô địch bãi biển thế giới, 2 huy chương đồng SEA Games, huy chương đồng giải sinh viên thế giới, huy chương bạc giải quân sự thế giới tại Iran và rất rất nhiều huy chương nữa. Quá nhiều huy chương mang vinh quang về cho Việt Nam và cả cho bản thân mình từ những cái sự cố gắng của Phong. Nói riêng về khả năng thi đấu của các vận động viên Việt Nam trên bản đồ thế giới taekwondo thì Phong đánh giá như thế nào? Thực chất là bây giờ tất cả các nước đầu tư ai cũng mạnh hết trơn đó. Nhưng mà ở Việt Nam nó lại có một cái cương vị khác tại đấu trường quốc tế. Mọi người nhìn Việt Nam mình cũng bằng một con mắt khác, một ánh mắt khác, cũng phải dè chừng mình. Nhưng mà mình không vì thế mà mình chủ quan, mình ỷ y. Mình đã từng có huy chương vàng giải vô địch thế giới năm 2010. Từ năm 2010 là mình đã có huy chương vàng thế giới rồi. Nên là tất cả các nước cũng dè chừng Việt Nam rất là nhiều. Yeah. Và dưới sự dìu dắt của thầy Nguyễn Thanh Huy, là một người thầy rất là giỏi, một người thầy phải nói là rất là tinh tế, rất là kỳ cựu. Bây giờ thầy cũng vẫn đang là phụ trách của đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam luôn. Vậy thì ưu thế của Việt Nam mình trong bộ môn taekwondo này ở đâu trên đấu trường quốc tế? Thực sự mà nói, mà khi nhắc tới bộ môn taekwondo thì phải kể đến là bộ ba cô gái vàng taekwondo Việt Nam, đó là chị Nguyễn Thị Thu Ngân, Châu Tuyết Vân và Nguyễn Thị Lệ Kim. Và từ những người chị đó là có những cái thế hệ sau được huy chương vàng nữa. Nên là đó chính là những cái mầm móng để cho taekwondo Việt Nam lúc nào cũng luôn có những cái vị thế đó. Tại vì ba chị khi mà đi đánh là đoạt huy chương vàng không thôi. Và nó sẽ có những cái vị thế của Việt Nam nhất định. Và khi tất cả những cái người đàn em đi sau, mình phải nói dùng một cái là tự hưởng hả ta? Tự hưởng hả? Nhưng mà không vì thế mà mọi người vẫn cố gắng tập luyện cho mình mỗi ngày. Có nghĩa là ưu thế của chúng ta là chúng ta có những người đi trước dày dặn kinh nghiệm, ta có nền tảng, chúng ta đã có lịch sử ghi tên mình vào trên bản đồ của những đấu trường quốc tế rồi. Dạ đúng. Và nếu như mà cần phải cải thiện thì có những yếu tố gì chúng ta có thể cải thiện, có thể thêm vào khắc phục để giúp cho Việt Nam ngày càng nâng tầm và có thể đạt được những thứ hạng cao hơn ở các giải đấu? Dạ, thực chất là bộ môn này như mọi người biết là của xuất xứ từ Hàn Quốc. Mình làm sao để mình theo kịp, bắt kịp từ những cái kỹ thuật bằng cách là mình trao dồi, bằng cách là mình sẽ đi tập huấn. Chẳng hạn như là Hàn Quốc, nó là cái nôi rồi. Mình phải thay đổi kỹ thuật, mình phải bắt kịp được xu hướng châu Á, xu hướng của thế giới. Thì chính thầy Nguyễn Thanh Huy là những người đi đầu. Thầy bắt kịp được cái xu hướng của quyền taekwondo thế giới. Thầy về, thầy chỉnh lại cho tất cả mọi người. Thầy lúc nào cũng luôn cập nhật được những cái kỹ thuật mới, những cái đòn mới để làm sao để mình ra thi đấu mình không bị thiệt thòi với người ta.